Gojigo gì chúc anh em xem phim vui vẻ. Tôi đập hết lũ sát sống dám cản đường. Một bóng người đột nhiên xuất hiện trước mắt mọi người. Phan Anh, chỗ của anh đúng là khó tìm thật. Một bóng người bước ra từ màn sương mù. Một tia kiếm quang xé toạc màn sương, thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người trong chớp mắt. Đây đều là các nhân vật cao tầng của Trường An. Không, đây đều là các nhân vật cao tầng của Tử Cấm Chi Đỉnh. Kawashima Yushi câu nghe vậy không khỏi mừng rỡ như điên. Căng bắn côn, chúng ta động thủ ngay bây giờ. Chủ nhân, những tên Nhật Bổn mai phục xung quanh đều đã bị giải quyết hết rồi. Bạch Linh, làm tốt. Bạch Linh, con mèo trắng này là Bạch Linh. Không phải Bạch Linh là thú cưng của Phan Anh sao? Đúng vậy. Vậy ngươi là... Tôi tháo mặt nạ xuống, lộ ra diện mạo thật. Phan Anh, không thể nào. Sao găng bắn đội trưởng lại là Phan Anh được? Thảo nào mấy ngày nay bộ phận tình báo không tìm thấy ngươi. Thì ra, ngươi đã giả dạng thành găng bắn đội trưởng. Kawashima Yushiko lập tức phản ứng lại. Cơ thể được bao quanh bởi cơn bão màu xanh, quay đầu bỏ chạy. À không, khẽ thổi một hơi. Cơn bão mà Kawashima Yushiko dồn toàn lực ngưng tan biến trong nháy mắt. Bây giờ ngươi chưa thể đi được, phải phối hợp với ta diễn xong vở kịch này đã. Nhưng ngươi sẽ phải tiếp tục diễn với thân phận là một con rối. Chinh phục khẽ chớp mắt. Hai luồng tinh thần trong suốt xuyên thấu, chớp mắt đã rơi vào biển ý thức của Kawashima Yushiko. Trong mắt phản chiếu hình ảnh của Kawashima Yushiko, biển ý thức của Kawashima Yushiko hoàn toàn bị chinh phục khống chế. Thế nào rồi? Bây giờ cô ta chính là con rối của tôi. Vậy thì để cô ta phát huy chút tác dụng đi. Trước tiên để Kawashima Yushiko đi truyền tin. Cứ nói là găng bắn đội trưởng đã sắp xếp xong, mọi thứ đã được sắp đặt đâu vào đấy. Các cao tầng của Trường An đã bị xử lý gần hết rồi. Lát nữa lấy vụ nổ làm tín hiệu, để bên đó tấn công vào thành. Được. Cô cứ ngồi đây, điều khiển Kawashima Yushiko đi gây rối đi. Cuối cùng đừng quên để cô ta lên thuyền của găng bắn đội trưởng. Tôi muốn thử xem thực lực của tên găng bắn đệ nhất thế nào. Vâng, chủ nhân. Ngay sau đó cô ấy bắt đầu điều khiển Kawashima Yushiko bước ra khỏi màn sương mù. Kawashima Yushiko vừa đến rìa đầm lầy đen, hai người của bộ phận tình báo đã nhảy xuống từ trên cây. Tiểu thư, mau báo cáo với đại nguyên lão ngay. Các cao tầng của Trường An đã bị xử lý gần hết rồi. Tận dụng cơ hội này tấn công vào thành ngay. Vâng, hai người tình báo lập tức chạy về đại bản doanh. Tôi cầm lấy chiếc điện thoại bảo mật, bấm số của Giang Sơn. Alo, Giang Sơn đại ca. Phan Anh lão đệ có chỉ thị gì thế? Giang Sơn đại ca, bên anh có thể hành động rồi. Được rồi, cho lũ Nhật Bổn đó nếm thử vai của rùa sắt nào. Xác nhận mục tiêu, khai hỏa. Một tiếng lệnh vang lên, pháo tự hành lập tức khai hỏa. Đạn pháo xé gió lao đi từ bốn phương tám hướng, nhắm thẳng vào nhà máy bắn tới. Cái gì thế kia? Sao băng? Không đúng, hình như là đạn pháo. Đạn pháo oanh tạc dữ dội vào nhà máy. Toàn bộ nhà máy Incidentally tan thành mây khói, khói bụi cuồn cuộn bốc lên tận trời. Con mẹ nó đã quá. Một phát đại bác. Lũ Nhật Bổn tan xác phơi thây. Anh em kiểm tra kỹ khu vực đổ nát, không được bỏ sót bất kỳ tên nào còn sống. Cùng lúc đó, tại đại bản doanh của Nhật Bổn, tên đệ nhất Nguyên lão nhìn thấy cột khói lửa khổng lồ bốc lên từ vụ nổ nhà máy, lập tức mừng rỡ. Đây chính là tín hiệu mà găng bắn đội trưởng gửi cho chúng ta. Hiện tại, các cao tầng của Trường An đã bị đội ám sát giải quyết gần hết rồi. Quân đội chắc chắn đang hỗn loạn lắm. Toàn quân nghe lệnh, nghe hiệu lệnh của ta, phát động tấn công vào Trường An. Các sinh vật biển đột biến gầm rú, ngửa mặt lên trời gào thét như cơn lũ ập về phía biên giới Trường An. Quân đội Nhật Bổn theo sau các sinh vật biển đột biến. Xe tăng và xe bọc thép của sư đoàn chuẩn bị đổ bộ lên bờ. Lệnh Xuyên nhìn ra ngoài cửa sổ, nói với Bắc Trung Nam, có vẻ như mọi thứ đều nằm trong kế hoạch của ông. Bước tiếp theo, sau khi chúng ta đánh bại cuộc tấn công của Nhật Bổn, ông Bắc có thể lên tiếng trên trường quốc tế, yêu cầu Hoa Hạ viện trợ cho Hàn. Sau đó, chúng ta có thể danh chính ngôn thuận đưa quân đội tiêu diệt hoàn toàn thế lực của Nhật Bổn. Lần này thật may mắn, nhờ có Lệnh Xuyên thiếu tướng và Phan Anh đại lão. Nếu không có hai vị, Hàn chúng tôi thực sự đã diệt vong rồi. Hai vị cứ yên tâm, tôi sẽ lên tiếng trên trường quốc tế, phát biểu tuyên bố xin Hoa Hạ viện trợ. Sau khi tiêu diệt Nhật Bổn, thu phục lại lãnh thổ, Hàn chúng tôi sẽ mãi mãi là quốc gia bạn bè hữu nghị của Hoa Hạ. Bắc Trung Nam à, ai nói với ông chúng tôi sẽ giúp Hàn các ông thu phục lãnh thổ vậy? Ý gì vậy? Vừa rồi anh còn nói Hoa Hạ sẽ đưa quân đội tiêu diệt thế lực của Nhật Bổn mà. Đúng vậy, chúng tôi sẽ đưa quân đội tiêu diệt Nhật Bổn, nhưng lãnh thổ thu phục lại liên quan gì đến Hàn các ông? Những lãnh thổ này là do Hoa Hạ chúng tôi cướp lại từ tay Nhật Bổn, tất nhiên là phải thuộc về Hoa Hạ. Giỏi cho nhà các ngươi, thì ra là ở đây trò chơi xỏ ta. Các Trung Nam ta hôm nay nói rõ, nếu các ngươi không giúp Hàn chúng ta thu hồi lãnh thổ, thì ta sẽ không lên tiếng trên trường quốc tế nữa. Bố là bố Tết. Cái đồ chó má vong ân bội nghĩa, còn giờ chó ép buộc đạo đức nữa chứ. Nếu không phải Phan Anh nhà ta liều mạng cứu ông ra khỏi tay lũ Nhật Bổn, thì giờ ông đã sớm biến thành một bãi cướp zombie rồi. Ông còn dám ra điều kiện với Phan Anh nhà ta, mệnh kiếp ta không tha cho ông. Hạo ca, bình tĩnh nghe sếp nói đã. Các Trung Nam à, ông có tin tôi có cả vạn cách để ông ngoan ngoãn nghe lời không? Bây giờ cho ông 3 giây để suy nghĩ. Là ngoan ngoãn hợp tác với chúng tôi, hay là bị cắt thận rồi mới hợp tác? 3, 2, tôi hợp tác. Thế mới ngoan chứ. Báo cáo, đội tiên phong của ta đã tiến vào tầm bắn tốt nhất của quân ta. Còn chờ gì nữa, khai hỏa.
Theo một tiếng hô, các khẩu pháo trên tuyến phòng thủ đồng loạt khai hỏa, bắn thẳng vào đám sinh vật biển đột biến đang lao tới. Đám sinh vật biển đột biến lập tức bị nổ tung thành từng mảnh, biến thành từng mảng lớn nhỏ. Có vẻ như đã đến lúc tung ra bảo bối thứ hai của quân đoàn rồi. Phan Anh, bảo bối thứ hai của quân đoàn là gì vậy? Quyết định ở máy đấy. A Khôn ăn mãi không no. Một con quái vật biển sâu khổng lồ cưỡi trên cơn bão lao tới. Tôi đã đặt hố đen trở lại bụng của A Khôn rồi. Sinh vật biển đột biến và các võ sĩ Nhật Bản bị A Khôn nuốt chửng vào trong cái miệng khổng lồ. A Khôn thật bá đạo. Bây giờ tôi hơi mong chờ bảo bối của quân đoàn anh đấy. Bảo bối thứ hai là gì vậy? Bảo bối thứ hai còn khủng khiếp hơn. Tôi túm lấy Lâm Tử Nghiệp, ném thẳng ra ngoài cửa sổ. Tuyệt kỹ Hồng Kông chân khí. Lâm Tử Nghiệp đến lượt cậu thể hiện rồi. Lâm Tử Nghiệp gầm lên một tiếng. Hãy xem thiên tàn cướp của ta. Khói độc mù mịt, tức thì ngưng tụ thành một bàn chân khổng lồ, giáng xuống quân đội Nhật Bản. Bàn chân độc trong nháy mắt dẫm lên hàng trăm, hàng nghìn sinh vật biển đột biến, không gian bạo liệt.